nó tăng sáng, nó tăng mịn, rồi nó cười, rồi nó làm mặt mếu, rồi nó làm môi phồng kiểu kiểu đấy, thì nó vui. Xong lại có những cái đoạn nó lại cho lặp đi lặp lại, chẳng hạn những cái đoạn nó đang đi nó ngã chổng vó ra thì cả cái video nó chỉ cho lặp đi lặp lại mỗi cái động tác ngã 10 lần, có hiểu không? Để nó vui vui để mình làm được nhá. Thì hiện nay trên thị trường nó có cái phần mềm là CapCut này, hay là CapCut nhỉ? Tôi luôn luôn nhầm cái tên cái phần mềm này. Cap ở đây có nghĩa là caption, tức là viết tiêu đề. Còn cut ở đây là cắt ghép. CapCut tức là cái phần mềm chuyên để viết và biên tập video. Mà phần mềm này do chính TikTok phát triển thì mình dùng phần mềm này là ok. Ngoài ra thì bản thân TikTok nó cũng có những cái ứng dụng của nó riêng rồi. Thì thông thường ấy, những bọn mà người ta làm ấy, người ta thường đẩy qua 2 đến 3, thậm chí nhiều hơn 3 phần mềm cho một video. Ví dụ như có một con phần mềm nó rất mạnh về chỉnh sáng, qua đến tuốt trước chỉnh sáng đi, xong lại đẩy sang một con rất mạnh về hiệu ứng, rồi qua đấy là thêm những cái hoa hòe, hoa sói, rồi mưa rơi, tuyết rơi kiểu kiểu đấy. Xong rồi có cái nó rất mạnh về âm nhạc, đúng không, thì lại đưa âm nhạc vào kiểu kiểu vậy. Thì có thể sẽ phải sử dụng 2 đến 3 phần mềm, và mình phải có ý tưởng. Tôi có cô nhân viên trước, cô đấy cô rất thích làm TikTok. Mình đi giảng thì nói xui bọt mép ra cả tiếng luôn, cả ngay 7-8 tiếng chẳng có được cái video TikTok nào. Nó ngồi có một tí thì nó làm chục cái TikTok. Nó đến rồi nó đỗ xe, rồi nó đi lên, rồi nó bắt tay, rồi nó quay mình nói là tí xong về nó đã đăng hình này. Hôm nay đi làm việc rất nhiều việc với sếp, mà trong khi đó là tôi biết chính xác là nó không làm một công việc gì, nó chỉ ngồi đấy và quay video và làm TikTok cho nó thôi. Thế nhưng mà mọi người này nhìn thấy là nó rất là bận rộn, còn mình là thằng bận rộn dã man luôn, làm không nghỉ được một phút giây nào thì chẳng có cái video nào. Tức là ý tôi đang nói giải thích cho một cái việc là bạn ấy rất là có tư duy, vào cái là nhìn ngắm này, quay đây một đúp, quay đây một đúp, quay đây một đúp, thế là sau đó là cắt ra ghép vào, thế là thành một cái video giống như là một quá trình sáng nay tôi đi công tác. Giống như thầy Phan Anh bắt đầu là lên ô tô bắt đầu quay một lúc, đúng không, ngồi ô tô quay một lúc, đi đường quay một lúc, vào khách sạn quay một lúc đấy, thế xong rồi bắt đầu đến SIC quay một lúc, xong bắt đầu mọi người học này quay một lúc, cái khái niệm đúc hình tức là một cái đoạn video, thế xong bắt đầu về mới cắt ghép lại, thế là thành một cái quá trình là ôi rồi. Thế xong tí nữa lại quay một lúc, anh Sơn hỏi ý kiến anh Sơn, tuyệt vời đăng lên, còn 90% ở dưới đang chê kìa thì không đăng, đúng không? Thế là đưa lên video, ô hôm nay cả lớp học tuyệt vời lắm. Thế đấy là gọi là nghệ thuật làm marketing. Thì nó phải, tức là nó phải show một chút, tức là phải khoe một chút. Tôi thì nhiều khi cũng lười, nhiều khi cũng ngại, thế là không muốn làm thì nói thật là mình thiệt. Thời buổi bây giờ mình cứ bảo mình giỏi, cứ bảo mình tài, cứ bảo hàng mình đẹp, cứ bảo mình rẻ, nhưng mà mình không chịu khoe ra thì ai biết. Các anh chị hiểu ý tôi không? Nó không như 10, 20 năm trước người ta đi mua hàng. Bây giờ ai bận lắm, tất cả mọi người đều cắm mặt vào cái điện thoại bận lắm, thế cho nên là không hiện diện ở trên mạng là mình không có khách hàng đâu. Nha, thì bây giờ mình cài cái con cắt cáp này, rồi có thể cài con Viva này, hoặc là cài con Premiere này. Có chữ U nhỉ? Cái con phần mềm Adobe Premiere. Đây là cái Adobe, nhưng mà nó có bản cho mobile ấy. Đấy, thằng Adobe nó khôn rồi. Trước đây nó chỉ có phần mềm cho PC ấy. Thì nó đã bị một thằng Canva nó vả không? Tí buổi chiều tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng phần mềm Canva làm video. Ở đây có ai dùng cái phần mềm đấy chưa? Đấy, phần mềm đấy là phần mềm cũng đang gọi là làm mưa làm gió trên thị trường. Mà Adobe là cũng gọi là phải học hỏi nó đấy. Nó giúp mọi người thiết kế hình ảnh và video rất nhanh, rất tiện.
những cái mẫu tiếng Anh nó gọi là template này, đúng không? Những cái mẫu này nó có sẵn hết. Đấy, mình chỉ việc là kéo của mình vào thế là xong. Đấy, trông rất là chuyên nghiệp, mặc dù là nhưng mà thời gian làm thì làm sao? 1 phút xong. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách làm. Cả video cũng như vậy. Đấy, nó có sẵn các video là mình chỉ việc nhúng video của mình vào, mình dùng template của nó thế là xong. Đây thì ví dụ như bộ Adobe này, Adobe Video Premiere. Đây, xin ra tôi biết đúng đấy. Phần mềm này là một trong những cái phần mềm mà rất là mạnh. Tất nhiên là trên thị trường thì có nhiều phần mềm, nhưng đây là một trong những phần mềm mà dân Việt Nam dùng cũng rất là nhiều. Vì thực sự là công ty Adobe là một công ty rất là mạnh về đồ họa. Bộ Photoshop cũng là của nó, đúng không ạ? Premiere là chuyên, nhưng mà cái này là các bạn nhìn thấy đây, nó là cắt ở trên máy tính. Thì các bạn có thể mua một cái bộ mà dành cho điện thoại. Thì mình vẫn tận dụng được các tính năng chuyên nghiệp của nó, mà mình lại không phải xài máy tính. Bởi vì nếu như xài máy tính ấy, nó có mấy vấn đề. Một là chúng ta phải có máy tính cấu hình cao để phần biên tập video nó tốt. Thứ hai nữa là chúng ta phải học. Phần mềm này là học và làm không hề dễ. Nó cũng giống như Photoshop, rất nhiều công cụ phức tạp, nhưng mà Canva nó chẳng có công cụ gì cả. Ảnh bây giờ muốn tách nền, đúng không? Đăng một cái ảnh nó bấm tách nền nó tự tách. Còn cái kia mình bắt đầu phải tạo khung, tạo nền rồi đủ thứ. Ok, tiếp tục ạ. Nhá, thì tôi gợi ý cho mọi người một số những cái phần mềm như vậy mọi người có thể tải. Tất nhiên là máy điện thoại của mình nó cũng phải cấu hình cao một chút. Bây giờ cài con iPhone 5 mà cài khoảng 3 cái app này lên thì có làm nửa ngày không xong. Thì 12, 13 là, hoặc là 11 trở lên là ok, là tốt. Có thể tí nữa buổi chiều anh Sơn có chuyên quay không đấy? Anh có phải dân chuyên quay không? Không ạ. Không à? Có ai chuyên quay có thể lên đây chia sẻ hướng dẫn cách tạo góc, lấy bối cảnh, ánh sáng nọ kia. Và tí nữa tôi sẽ nói một chút về cái đồ đấy, bởi vì tôi thì cũng chưa đạt đến cái đẳng cấp là professional, tức là chuyên nghiệp. Nhưng mà có thể khẳng định là trên cái mức độ amateur là mức độ nghiệp dư. Bởi vì ở Hà Nội thì tôi có một công ty của làm cùng với em trai ruột tôi. Trước đấy thì bạn ấy, tôi cũng dạy bạn làm marketing, và sau đó bạn ấy chuyển cái hướng là bạn ấy làm nghề. Thì cũng rất là may là bạn ấy làm nghề thì cũng tốt và kiếm được. Nghề khá là sâu đấy. Thì như bọn tôi bây giờ, nếu mà các anh chị mà cần sản xuất TVC này, chụp ảnh sản phẩm ở cái yêu cầu phải yêu cầu cao ấy, còn yêu cầu thấp là các anh chị không có tiền thuê đâu, thật, phải nói thật. Nó chụp phải 500.000 đến 1 triệu một tấm ảnh, mà các anh chị gọi đến mà bảo trợ chụp 10 tấm là nó không tiếp, bởi vì là cái gói nó bé quá. Thế hôm nọ tôi thấy nó ký được một cái hợp đồng mà chụp là 1 triệu một tấm, mà hợp đồng là phải chụp 100 tấm. Thế là nó đi chụp khoảng 2 ngày. Nó chụp khoảng 2 ngày nó về, xong rồi nó mất khoảng độ 2 tuần nó chỉnh sửa ảnh. Thì là nó trả file cho người ta 100 file như thế là lấy 100 triệu. Nhưng mà đấy là dân chuyên nghiệp đấy, chuyên nghiệp thực sự đấy. Máy là chụp bây giờ là máy là chụp 1D Mark 4. Nếu mà ai chơi máy ảnh sẽ biết là đấy là dòng bây giờ gọi là đắt nhất nhì thị trường rồi. 1D Mark 4 ở len thì toàn những len đời cao, mấy nghìn đô một cái len. Rồi bây giờ máy xịn thì chụp thì gần như người nó không phải chụp đâu ạ. Nó set phim trường tại
tại xưởng xong xét phim trường, dựng phông.